Hello, xin chào quý khách hàng đã quay lại với cửa hàng máy kính Thái Quan. Thì hôm nay bên Liêm có về nhà một vài gọng titan dâm của dòng gọng kính Peterson ha. Thì mọi người có thể tham khảo dựa trên cái video này ha. Đây những cái gọng rất là độc đáo ha, những cái hoa văn rất là độc đáo. Đây là mặt trước của cái gọng nè, đây là mặt sau. Mọi người coi những cái đường nét gọng rất là tinh tế ha, chạy dài xuyên suốt giữa cái gọng này mà được khắc CNC rất là đẹp. Đó, Liêm quay cận cảnh để mọi người thấy được những cái chất lượng của cái gọng kính ha. Đó, từ con ốc vít cho những cái lớp sơn phủ titanium ha. Đây. Đó, cực kỳ nhẹ nha. Đó, đây là nguyên nguyên cây thanh luôn ha. Đó, được chạy dài xuyên suốt. Đó, mọi người coi. Đó, những cái chữ khắc rất rất là sáng bóng ha. Đây. Đó, rất là đẹp. Đây mặt sau của cái gọng nha. Rất là đẹp ha, rất là nhẹ nhẹ trên gầm trên khuôn mặt đó. Đây đây là cái cây đầu tiên nha. Đây là cái dòng Peterson nữa đây, titanium IP ha, cây số 2. Đây, mọi người coi rất là đẹp nha. Để phía sau nha, những cái hoa văn rất là độc đáo ha, được khắc vẽ lên để tạo nên những cái đường nét rộng, nó rất là tinh tế, cực kỳ nhẹ luôn ha. Đó, rất là mỏng nhẹ. Rồi có thể thấy được những cái gọng liên quay cận cảnh luôn để cho mọi người thấy được ha. Rất là đẹp, khi mà mình có thể ráp được những cái chồng độ cận cao luôn ha. Rất là ổn áp. Đây và đây là cây số 3, cây thứ ba nha. Con này là nguyên khung cũng như vậy. Đây như vậy, rất là đẹp luôn, rất là ổn áp nha. Mọi người coi những cái lớp xoắn được CNC rất là đều nha. Đó, mọi người coi. Đó. Cực kỳ đẹp. Ba cây titanium bên Liêm mới về, được bổ sung vào cái bộ sưu tập kính của Liêm. Rồi. Ai có nhu cầu thì có liên hệ với Liêm thông qua số điện thoại Zalo Liêm để trên màn hình nhé. Rồi, Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách.